Hello kìa các bạn, chúng ta cùng chơi 8 game trên iPad nha. Game đầu tiên mình chơi sẽ là Hoa quả dã chiến zombie. Xem nào. Teo 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 teo. Bắt đầu với màn chín là phần 2 các bạn ạ. Nào, chúng ta phải đấu với những con này. Chọn là 1, 2, à không, 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Hợp lý không nhỉ? À, đúng, đóng băng thay con này. À, đóng băng này. Hai bông này. Rồi, bắt đầu vào rồi. Đáp vào mặt luôn. Căn bản là cái này được 50 mặt 50 điểm một lần. Một bông hoa hướng dương này nó cũng ok. Sau đó chỉ tiến đây nhỉ. Mình đã tạo thấy sợ hãi rồi á. Úi giời ơi, bắt đầu, úi giời ơi. Cắt đây. Cho xuống con lửa này. Nóng băng luôn. Ui nhầm. Tiến vào không nào. Đáp mình miếng bừa mặt chúng nó đi. Một miếng bừa mặt hay lắm. Cho này đóng băng lắm. Nằm xuống này. Ồ, dòng phun lửa. Dòng phun lửa ok phết đấy chứ. Xong có dòng phun lửa ở đây chứ nhỉ. Đây nhỉ. Nếu như nó tiến vào đây mình còn đỡ được. Còn nó bắt đầu tiến vào rồi. Ồ, chứ dòng phun lửa chúng ta không đỡ được rồi. Nào. Nào, chưa dòng gỗ vậy. Trong con dòng phun lửa. Đóng băng đi. Xem nó tiến được vào đây không. Có điều mình chia này có tiếng ao liệt rồi. Nào phun lửa đi bạn. Hà hơi luôn. Phun lửa này. Phun lửa này. Nhận được một chú sâu vật nhảy. Win. Mình đã chuyển sang game tiếp theo đó chính là em mèo bắn súng.
Test, go. Oh, man. Vừa vào dính trưởng luôn à. Sợ đó đấy. Chiều lên. Vừa vào cái dính trưởng luôn đấy bạn. Cày bu 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 ăn được quả súng cày thì gọi là hết sảy luôn à, màu giống nhau nó sẽ nổ nha, nó nổ lan được hai rồi. Bùm. Ây da. Mình cần một khẩu súng cày đó nha. Ây da. Không có súng cày là vỡ đầu biết ngay mà. Rồi chuyển game mà. Game tiếp theo là Dungeon, một game giống gặp Pac-Man đấy nhỉ. Game này khá là giống game Pac-Man các bạn ạ. Sẽ ra thêm này. Đang được rồi. Chúng ta bị một con quái vật đuổi. Quái vật sông Hàn. Đấy các bạn. Mình lấy quả bom này gài bẫy nó nữa. Bùm. Nhặt được một chiếc chìa khóa này. Đây là bóng bay này. Vào đây cả. Úi dồi ôi, nó hút. Mình giết con rồng ấy. May rồi mày. Bùm. Hay lắm. Yeah, qua màn rồi nha. Mình đã chuyển sang game phần kết rồi. Tập hồ sơ nào đó, chúng ta sẽ làm những tập hồ sơ này đầy đến 10 bài. Mình sẽ ăn, ăn từ bé đến lớn này. Đó, to là chưa, ăn rất nhiều thứ to hơn. Rồi. Xong. Không ăn được người là được. Chúng ta ăn mấy đồ vật này thôi. Cho đúng luôn. Oh no, ăn cả thằng người ở đâu. Thằng đứng ở đấy vướng quá. Thôi, chó nghe thấy là đẹp. You win, next level. Vẫn còn level nha. Ăn xung quanh có gì ăn hết á. Cuối cùng vẫn cho rơi vào đường. Bàn cuối. Tính cả thôi. Queen vẫn nuốt cả bọn kia xuống luôn. Tập hồ sơ này chúng ta đã làm xong rồi. Tập hồ sơ là gì? Khó vậy.
khó thì cũng về đích nha. Rồi mình hãy chỉnh lên thôi. Tiếp theo là game Smartick Man. Mình sẽ hành nó bằng những thức vũ khí gì? Cung này. Phi bằng này nó. Chiu chiu. Phi bằng này đó. Phi. Không phi mạnh hơn à? Phi 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 phi. Tuyệt vời chưa? Phi dày lâu nữa. Như kiểu là thổ dân luôn các bạn à. Phi nó. Bóng, mình ăn ném bóng. Xem nó trụ nổi không? Không sao đâu, chỉ nhắm mắt một chút thôi. Đạp bóng vỡ đầu. Ồ, đài. Đài rồi, tiếp theo mình sẽ chuyển game khác này. Tiếp theo là một game trượt ván. Ok. Nếu mà ăn kim cương sao? Ăn 40 cái kim cương. Khó khăn hết hỏi rồi đâu. Cái này rất khó nhìn, nó bị lẫn với màu kim cương á. Mới được 14 kim cương rồi. Ba. Bốn. Ui. Ba cái bộ. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Ui dồi. Khó đây ta. Chuyển game rồi. Tiếp theo là một game xăm nữa các bạn. Xăm chỗ hồ báo luôn. Nào. Với một vị khách đầu trọc, tay to mặt lớn này. Xong mình một cáo này. Này màu cam à, mình sẽ lấy màu đen chơi. Thế nào màu cam bây giờ màu cam này đi full rồi đấy rồi quá chưa nó tuyệt vời thế này mà 3 sao rồi cảm ơn quá xịn xò luôn á.
Đây là một cô gái sau mình cây xương rồng này. Đầu tiên mình sẽ xong màu đen. Màu đen trước các bạn ạ. Màu đen cho những cái gai. Đó. Hay là bé này nữa. Nó bé rồi. Rồi tiếp theo là màu xanh. Xanh màu kem nhỉ, xanh này. Phun xanh. Ây à, vẫn bị hở một tí, nó bị lọt xuống dưới này. Bà xà luôn khá đẹp. Rồi nó chuyển lên rồi. Game tiếp theo là Water 2, một game cá sấu nha. Dẫn được cái chỗ cái xuống này. Khó lắm rồi. Phải chiến lược đều hai bên. Ôn 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 dễ quá tuyệt. Mãn con này hơi khó các bạn. Mà tiếp theo Alien. Sao mà này cho bài làm thế nào đâu. Bài bị ngược à. Ok, phải lấy chỗ này. Mà vào đây. Xuống đây này. Vẫn chưa vào, không được à. Đầu tiên là ăn cái nốt màu đỏ là phun ra rồi. Vẫn không được nữa ạ. Đóng luôn à. Lại lắm. Không được rồi.